Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến đang rất hay và hấp dẫn của tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ở cuối tập 13 ngày hôm qua thì có một hình ảnh khiến chúng ta có rất là nhiều liên tưởng khi mà anh Huỳnh Văn Tòng, tức Đinh Văn Lâm đã được đổi tên, chuẩn bị chôn cái số vàng cướp được thì có một vị sư khất thực đã đứng ở cửa và chúng ta cùng suy nghĩ theo cái hướng nào bây giờ. Một là anh Huỳnh Văn Tòng của chúng ta sẽ không làm gì cả, và hai là lại lạm sát người vô tội. Khi mà thấy cái nhà sư đó biết được bí mật của mình thì liệu anh ta có ra tay để triệt khẩu hay không? Và diễn biến thì có ngay trong tập 14 của ngày hôm nay. Và chúng ta trước khi cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 14 Kỳ Thiên Bảo Vật, tác giả Bùi Ngọc Phúc, qua giọng đọc Đình Duy. Không sách bị cói đi chợ như mọi người, Tiểu Xuân mua đôi quang gánh để chuẩn bị bán hàng. Cô không muốn quần quanh nơi xó nhà, dù dẻo đất cạnh bếp có thể trồng rau. Việc đó chỉ cần bỏ công một chút buổi sáng, rau thu hoạch chỉ đủ ăn, sẽ chẳng có để bán như chồng cô giải thích. Trải qua nhiều biến cố, giờ đây cuộc sống đã sang trang, cô muốn phần đời còn lại được an yên. Sinh ra trong một gia đình nghèo, mẹ mất sớm khi cô được 8 tuổi. Kể từ đó, cha cô gà trống nuôi con. Cuộc sống của hai cha con dù không khá giả, nhưng gánh phở giúp cả nhà không đứt bữa. Giá như bà nội không ốm nặng cần tiền thuốc men, giá như cha cô không ngỏ lời vay tiền của lão Hàn Thế Phiến, mọi sự đã không thành ra thảm kịch. Cha đã mồ yên mà đẹp, sống nơi lạ nước lạ cái. Thế giới của cô chính là gia đình. Vị đại hiệp năm xưa đã nhận lời cha cô để phá đám cưới, sau còn quay lại giết lão chủ họ Hàn trả thù, giờ là chồng của cô. Hai con người có những nỗi đau riêng, sự đồng cảm khiến tình cảm vợ chồng thắm thiết hơn nhiều. Mua xong đôi quang gánh, Tiểu Xuân tiện thể mua gạo và thực phẩm san đều rồi gánh về. Với số gạo vừa mua, chút cô đổ vào thạp đồ ăn trong vài tháng, thịt cá sẽ chế biến để chồng nhắm rượu. Dù tiền vàng mang từ ngoài Bắc vào đủ nhiều, cô muốn tự mình buôn bán, vì miệng ăn, núi lở, số ngân lượng đó cất đi, phòng khi cần dùng đến. Khi gánh đổ về ngang qua đền thờ Quan Thánh Đế, bước chân của Tiểu Xuân như chậm lại, ngôi đền gợi cô nhớ bao kỷ niệm. Khi xưa, ở Hà Nội, hai cha con hay ghé đền Quan Thánh Đế gần hội quán Quảng Đông. Đặt quang gánh bên gốc cây xoài, Tiểu Xuân chỉnh lại trang phục rồi vào đền thắp hương. Dẫu không còn sống trong cộng đồng người Hoa, ngôi đền giúp cô nhớ về cội nguồn của mình. Bước sang tuổi 20, nhưng đã hai đời chồng, Tiểu Xuân chẳng mong gì hơn là sinh một mụn con. Cô muốn đứa trẻ như dòng nước cam lồ của Phật Bà Quán Thế Âm, chữa lành những khổ đau của hai người. Khi thấy chồng vung đao giết người không ghê tay, cô sợ oan hồn của họ sẽ theo đuổi, nên muốn mời một vị đạo sĩ về nhà làm lễ. Hiềm nỗi chồng cô phản đối quyết liệt. Về đến nhà, thấy củi được chất trong bếp, cơm vừa nấu xong dù hơi khê, Tiểu Xuân coi như chuyện lạ bởi chồng cô chưa từng đụng tay nấu ăn. Liếc nhìn những hố quanh vườn, cô đoán chiều nay việc dựng hàng rào được tiến hành. Giá kể có thời gian, chỉ cần trồng những cây găng như ngoài Bắc là ổn. Việc có hàng rào khiến cô cảm giác yên tâm hơn. Nhìn thấy chiếc thố lạ, cô đoán chồng vừa mua hay nhặt được. Trong này trời nắng nên muối dưa nhanh chua. Thay vì muối cả vại rồi ăn chẳng hết, muối dưa trong thố vừa đủ cho hai vợ chồng. Tranh thủ lúc ăn trưa, chỉ vào đôi quang gánh, Tiểu Xuân trình bày việc buôn thúng bán mẹt của mình. Lúc được chồng gợi ý, tiện công gánh đi rong, hãy bán luôn hàng ăn cho nhanh. Nghĩ đến gánh phở của cha nuôi cả gia đình dạo trước, Tiểu Xuân như bừng tỉnh vì nhớ lại ngày đó, cha cô thường gánh hàng đi bán từ sớm.
Một đầu gánh là chiếc chạn gỗ đựng bát đũa, tiêu ớt và nước mắm. Chạn dù bé vẫn có ngăn đựng bánh phở và thịt bò. Đầu gánh còn lại là bếp lò với nồi nước dùng sôi sùng sục, có kèm một nồi nước riêng để nhúng bánh phở. Biết mình không đủ sức gánh nặng như vậy, cô tính bán cháo vịt hoặc cháo cá buổi sớm, khi trời nắng gắt quay về là vừa. Học theo cha mình. Ngày đầu gánh hàng đi bán, Tiểu Xuân nhờ chồng đón ngõ lấy may. Quãng đường từ nhà tới đền Quan Thánh Đế không xa. Cô sẽ dựng ngay sát đường nơi có bóng mát để bán. Biết chồng không thích giao tiếp với người Hoa, cô tránh không nói mình bán ở đó. Dẫu sao người ghé ăn hàng nếu có, cô đoán đa phần là người gốc Hoa như mình. Không biết do chồng nhẹ vía hay món cháo vịt ngon, Tiểu Xuân bán đến 9 giờ Tây đã hết. Giá kể có thêm nồi nữa vẫn bán được. Không ham hô bán cả ngày, với cô một nồi cháo là đủ. Thời gian còn lại quay về tưới rau, chăm gà, rồi lo việc nhà cho đỡ nhọc. Chẳng hiểu sao lúc đi ngang qua một tiệm bán đồ thờ, Tiểu Xuân không rời mắt khỏi bức Uyên Ương Tứ Thời. Điều này khiến ông chủ tiệm chú ý. Dẫu biết cô chẳng thể đủ tiền mua, ông ta vẫn nhiệt tình mời vào ngắm bức tranh được chạm khắc bằng đồng. Sau 2 tháng bán cháo, có được lượng khách ăn thường xuyên, Tiểu Xuân bán kèm thêm rượu cho người có nhu cầu. Duy có điều chỉ ăn cháo nên người ta uống ít hơn. Không dám trách chồng cả thèm chóng chán. Kỳ thực cùng thời gian Tiểu Xuân bán cháo vịt, chồng cô đã trải qua 4 nơi làm việc khác nhau, nhưng chẳng gắn bó nơi nào. Thời gian làm với ông Sáu Đờn Kềm lâu nhất, tính ra được gần 3 tháng, nhưng rồi đường ai nấy đi. Nguyên do trong một lần ngồi tranh luận, chồng cô đã thể hiện sự bất mãn bằng cách đập nát chiếc đờn kềm của ông Sáu. Làm ngay gần nhà không được, chồng cô tới làm ở xưởng mộc gần Lăng Cha Cả. Công việc chẳng có gì nặng nhọc, nhưng chưa tới kỳ lương đã bỏ. Thấy chồng khoe từng học tập mộc trên sơn tây, vậy nhưng làm cho 2 nơi khác nhau đều không ổn. Chính cô đã khuyên chồng chọn nghề khác. Người tính không bằng giỏi tính, cô chẳng rõ nơi làm việc thứ tư có dài hơn kỳ trước không. Đi qua con hẻm, Tiểu Xuân thấy một cố đạo Tây đạp xe từ trong đó ra. Chắc ngày tới đọc kinh và làm lễ cho kẻ liệt sắp về nước Chúa. Đã qua rồi thời tự đức sát đạo. Trong này, nhà thờ vào ngày Chủ nhật luôn luôn đông con chiên tới dự lễ. Điều khiến cô ưng căn nhà bởi cách không xa có ngôi chùa, còn bên kia kênh là nhà thờ. Như vậy tiếng chuông chùa lẫn tiếng chuông nhà thờ luôn vọng lại. Đã từng nghe chồng kể có vài năm xuống tóc đi tu, cô hy vọng mọi sóng gió qua đi, chồng mình sẽ tìm thấy sự bình yên. Tranh thủ trời chưa nắng gắt, sau khi nấu bữa trưa, Tiểu Xuân múc nước tưới cây. Khác với mọi ngày, 2 con chó tinh khôn chẳng ngồi canh nhà. Chúng chạy ra vườn sục sạo bới đất rồi sủa inh ỏi. Quen với việc chó khôn bắt chuột, Tiểu Xuân vẫn tưới luống rau, cho đến khi một con chó chạy ra, ngoạm vào ống quần rồi kéo. Bước tới góc hàng rào cuối vườn, nơi con chó còn lại vừa bới đất vừa rít. Khi cách nơi con chó đào bới một đoạn, Tiểu Xuân thấy lợm giọng bầy mùi hôi thối bốc lên. Giờ cô đã hiểu vì sao khi chiều tối, cây xoài gần đó luôn có vài con quạ đậu. Quát 2 con chó vào nhà, cô đứng chết lặng khi chỗ đất vừa được chó đào bới hiện ra bàn chân người. Chưa rõ ai là thủ phạm, không dám ngờ oan cho chồng, dẫu chưa một ngày được học chữ, Tiểu Xuân vẫn nhớ câu tiền nhân dân dạy. Thiên võng khôi khôi, sờ nhì bất thất, lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt. Trở về nhà, sau trận cự cãi với ông chủ, Huỳnh Văn Đồng dự tính mua xe thổ mộ kiếm ăn. Gã tự thấy số mình không đi làm thuê được. Nếu có xe rồi, hôm nào nhọc sẽ thả ngựa trong vườn hay bờ kênh cho gặm cỏ. Gã mắc võng ngay hiên nhà rồi ca vọng cổ cho nhàn. Ngồi trên đống của, sao phải nhìn sắc mặt kẻ khác để sinh sống. Nhằm tự thưởng cho sự quyết đoán của mình, gã mua luôn 1 chân giò heo về nấu món giả cầy kiểu Bắc. Sống ở đây chắc đến hết đời, gã dần thích nghi và làm quen với cách nói trong Nam. Đơn giản như lợn được gọi là heo, xách chân giò về đến nhà, tưởng vợ sẽ tươi cười mang xuống bếp thôi rơm rồi ướp giềng mè, mắm tôm. Ai ngờ vừa bước chân vào buồng, còn chưa kịp uống hớp nước, gã thấy tiếng người vợ trẻ nói ngay sau lưng. Anh định giết người đến bao giờ? Ở trong này lấy đâu ra kẻ thù? Quấn điếu thuốc, Huỳnh Văn Đồng chậm rãi châm lửa hút. Gã không thích dùng điếu cày vì chê hôi và cách rách.
Sau đó thuật lại việc chôn vàng bị lộ. Chuyện khác có thể bỏ qua, nhưng chuyện này nếu đồn ra ngoài, tự dưng đây sẽ là nơi đám lục lâm thảo khấu tìm tới. Chưa kể tội pháp đâu dễ bỏ qua. Vừa sống ở vùng đất mới một thời gian, nếu rơi vào tầm ngắm của nhiều kẻ, đó là tự chuốc họa vào thân. Mặc cho vợ khóc lóc vì tự dưng trong vườn có xác chết, Huỳnh Văn Tòng cầm cuốc ra, vun đất cao hơn, rồi trồng lên đó một cây mai. Lúc quay vào nhà, vẫn thấy chân giò heo chưa được thui rơm. Gã giải thích, xác người chẳng nằm ở đó mãi được. Sau vài năm thịt nát xương tan, gã đào lên rồi ném di cốt xuống con kênh là xong chuyện. Nhắc vợ làm bữa trưa, gã không quên nhận xét. Lúc ngồi trên đống cát, ai cũng là hiền nhân. Khi ngồi trên đống vàng mới rõ ai là chính nhân quân tử, lẫn hiền nhân. Kẻ phải chết do vô tình ngắm đống vàng, đợi kiểm chứng là hiền nhân, chắc gã mang họa sát thân. Chỉ bằng ra tay trước, khỏi ôm mối hận thiên thu. Nói ra những lời đó không phải gã cuồng ngôn. Cái chết của người vợ cũ là bài học đau thấu tâm can và thấm tới xương tủy. Hôm đó giá như nhà sư đừng ngang qua nhà, đừng chôn chân một chỗ như bức tượng, có lẽ tay gã không nhuốm máu thêm lần nữa. Khi bưng bát cơm ra đổ vào thố cho nhà sư, gã vồn vã mời vị tu hành vào trong vườn uống bát nước vối vừa pha nhằm tỏ lòng kính trọng. Bát nước chưa uống hết, nhà sư gục xuống bởi dính chất kịch độc. Lúc này, gã phủ đống cành cây khô nhằm tránh người khác phát hiện, sau đó đào hố chôn ngay vườn nhà. Đến bây giờ khi vợ phát hiện, gã không ân hận, còn tự an ủi. Nhà sư ra đi nhẹ nhàng bởi gã không vung kiếm chém khiến đầu rơi máu chảy. Đó là sự thay đổi trong nhận thức. Dẫu sao, đời người vốn vô thường, nếu có trách thì nên trách nhà sư ở sai thời điểm. Trưa nắng, chẳng bận tâm đến cô vợ trẻ thắp hương rồi đốt vàng mã sau vườn, Huỳnh Văn Tòng thưởng thức món giả cầy và uống rượu gò đen ngon nức tiếng Long An. Đợi vợ bỏ nón bước vào với đôi mắt đỏ hoe, gã nhắc nhẹ một điều, nếu suốt ngày hương khói ngoài đó, sớm muộn gì nhà chức trách cũng sờ gáy, khi đó thành to chuyện. Chỉ ra ngoài vườn có những quê hương đang cháy dở, Huỳnh Văn Tòng nhắc nhẹ, đợi khi nào họ mang tôi ra chém, mình khóc rồi đốt vàng mã một thể. Lời nói có tác dụng tức thời, gã thấy hài lòng vì suốt cả tuần không còn thấy vợ bén mảng ra vườn. Để thị khỏi bận tâm đến nơi vùi xác chết, gã rào ngăn cách chỗ đó với phần còn lại của khu vườn. Như vậy, cố chịu đựng thêm 2 năm, lúc đó ném nắm xương tàn xuống kênh là xong nợ. Khi sắm xe thổ mộ, gã thấy lựa chọn của mình không tồi. Nhiều lúc vắng khách, gã rất ngựa ra chỗ vắng rồi cưỡi cho đỡ nhớ. Khi xưa dòng họ Vi hiền hách, rồi đến dòng họ Đinh, từ người bác ruột của mình cho đến thân phụ đều cưỡi ngựa quần nhau với lũ giặc. Kế đến là người anh trai bắn số, không một ngày cầm gươm chống giặc, gã nhầm tính, số người bỏ mạng dưới đao kiếm của mình chẳng ít. Ngày trở vài chuyến khách, dù chỉ kiếm vài đồng bạc lẻ, gã thấy ưng, vì trong mắt nhà cầm quyền, gã là kẻ vô hại, nhưng chí thú làm ăn. Biết mình cõng đủ tội trên người, gã cố gắng sống ẩn mình nhất có thể. Hàng ngày chở người đi khắp nơi, chở khách từ Nam Kỳ lục tỉnh ghé Sài Gòn. Đương nhiên dù muốn tránh khu của người Hoa, đâu có được. Nhiều khách muốn ghé chợ lớn mua hàng, trong con mắt của bà con, vợ chồng gã là điển hình của gia đình lao động. Còn suy nghĩ của gã, dự định cuối năm khi con trai lớn chút, lúc đó sẽ chọn ngày dựng ngôi nhà cho đàng hoàng. Dẫu sao, nhà cũ đã hỏng nhiều. Ngôi nhà mới dù không tráng lệ hay xa hoa như nhà của đám điền chủ, nhưng quyết không phải nơi tá túc dành cho người nghèo. Nhà chưa xây, gã đã tính luôn việc mua gì để bày biện, ít ra nó phải đẹp như nhà quan tuần phủ. Đó là gã nghĩ như vậy, dù chưa mục sở thị tư dinh của vị tuần phủ nào. Dẫu có người anh họ là tuần phủ, gã chưa có phúc ghé thăm nơi vị đó trị nhậm, nói chi đến những quan khác chẳng hề quen biết. Chờ khách vào khu chợ lớn, nhiều lúc xe đi ngang qua Bốt Phú Lích, bà con quen gọi là Mã Tà. Đám này coi sóc việc trị an. Riêng đám khi xưa theo Pháp đánh trận với quân khởi nghĩa được gọi chung là Mã Tà, Ma Ní. Buổi sáng trong lúc ngồi đợi khách,
Huỳnh Văn Tòng lấy chiếc đờn kìm dạo một bài, rồi ca vọng cổ. Nhìn gã mặc bộ đồ bà ba màu đen, tóc để dài, búi tó, chẳng khác gì ông già Nam Bộ. Không những vậy, trên cổ dù ngày nắng hay mưa, gã luôn quấn chiếc khăn rằn, còn miệng ngậm điếu thuốc dê tự cuốn. Đang thả hồn theo tiếng nhạc, bất ngờ ba gã mã tà từ đâu xuất hiện. Lính chọn một dùi côi bằng cao su vào vai. Gã phải chờ ba gã cô hồn vào khu chợ lớn. Nhìn mặt của những kẻ cậy thế làm càn, gã muốn rút thanh kiếm giấu dưới gầm xe để chém. Chợt nhớ câu, một điều nhịn là chín điều lành, gã đành mỉm cười, ra roi quất ngựa chạy nhanh. Đến đúng nơi yêu cầu, nhìn ba gã mã tà cắp đít đi thẳng, Huỳnh Văn Đồng thở dài do bị quỵt tiền. Đây là lần thứ hai đám mã tà làm như vậy. Lần trước còn có một thằng cò Tây biết nói tiếng Việt, nghe như chó gặm xương gà. Khi ba gã mã tà mất dạng trong khu người Hoa, gã cúi xuống liếc nhìn thanh kiếm được gắn dưới thành xe. Có lẽ đã làm bố nên gã không muốn bị truy đuổi, nếu không mấy gã đó thành hồn ma không đầu ngay tắp lự. Chưa vội rời đi, gã buột miệng chửi: "Mẹc xà lục cô sông." Dù tiếng Pháp một chữ bẻ đôi không biết, gã vẫn thuộc khá nhiều tiếng Bồi, bởi học lỏm của khách đi xe là thầy Thông, thầy Ký, anh bếp cô Sen và đám vu phen được tụi Pháp gọi chung là cô Ly. Trong số khách đi xe, gã ghét nhất đám cai mộ phu. Bọn này uốn ba tấc lưỡi khiến bao gia đình ly tán. Nhiều người phải chôn vùi thân xác trong hầm mỏ hay ở các đồn điền cao su. Mặt trái của sự hào nhoáng là sự cùng cực của người lao động bên ngoài những mặt bàn phủ khăn trắng. Trong tiệm có thịt bò, sâm banh là nước mắt của đám cô ly. Chính nhờ những khách đi xe đọc truyền khẩu, gã thuộc lòng câu ca dao thời mới. Nghe đồn hầm mò thành thơi, khi ra chỉ thấy ăn roi cặc bò. Thằng Tây mặt đỏ bụng to, miệng nó luôn chửi mẹc xà lù cô song. Khi được một thầy Thông giải nghĩa, kể từ đó câu chửi của đám đốc công người Pháp với dân xứ An Nam vô hình chung được gã dùng để chửi lại đám cò Tây, mã tà cùng những kẻ mắt xanh mũi lõ. Từng đi buôn thuốc viện, gã ghét nhất lũ Tây Đoan. Có nhiều lần gã từng ước hết tắm được một gã Tây Đoan đi lạc, thanh kiếm dưới gầm xe ngay lập tức tiễn gã đó về nước Chúa cho lành. Dân trong này vốn là đất nhượng cho Pháp từ thời vua Tự Đức. Đám có ăn, học, nói tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ. Dân lao động ít học vẫn dắt lưng dăm câu tiếng Bồi. Như vậy là đúng câu Pháp Việt đuổi Huề. Chờ thêm một đám khách tới gần dinh toàn quyền Đông Dương, áng chừng vợ đã bán xong nồi cháo, gã quay xe về nghỉ và nựng thằng cu con cho đỡ nhớ. Đúng như dự tính ban đầu, lúc mẹ tròn con vuông, gã đặt tên con là Huỳnh Văn Tiến. Như vậy chi thứ họ Đinh chấm dứt để mở ra họ Huỳnh. Chẳng dám nhận mình giống ông nội là người đổi từ họ Vi sang họ Đinh, gã đơn giản chỉ muốn chẳng ai truy tìm được gốc gác của mình. Buộc ngựa dưới gốc cây, giải cỏ và đổ nước vào máng tôn, Huỳnh Văn Đồng bước vào nhà. Thấy thằng cò đang ngậm miếng trà, gã cười khoan khoái tiến lại bế con trai. Sợ thằng bé bò ra ngoài bị bắt mất, vợ gã buộc chân nó vào chân phản trong lúc nấu cơm. Có thêm một nhân khẩu, cuộc sống bộn bề hơn trước. Bù lại, ngôi nhà luôn có tiếng cười, tiếng khóc. Nó giúp xua tan những vất vả hàng ngày. Đang ngồi chơi cùng con trai, vợ gã bưng mâm lên nhà. Trong bữa ăn liền thủ thị, thay vì mất tiền dựng lại ngôi nhà khang trang theo kiểu nhà Tây, tốt nhất nên bán nơi này rồi mua một căn bên xóm Củi gần Lăng Cha Cả. Vốn hàng ngày gã đánh xe ra đó chở khách, giờ mua nhà gần nơi hành nghề, tiện đủ đường, chưa kể tránh xa con kênh, đỡ bị muỗi bay như chấu khi tối trời. Dẫu vợ không nói hết, gã biết thì vẫn bị ám ảnh bởi xác người nơi cuối vườn. Kể từ dạo đó thì trồng rau trước nhà, còn phía sau bỏ hoang, cho cỏ mọc lút đầu. Thậm chí gian bếp giờ mạng nhện răng tơ, thì chuyển mọi thứ về đun nấu ngay trước hiên để khỏi lo nghĩ vẩn vơ. Chẳng phản đối hay đồng tình, gã thấy nếu muốn bán nơi này, việc đầu tiên cần phải nhặt xương dưới gốc cây mai ném xuống kênh. Nếu không, chủ mới đào được, đi báo bọn mã tà, như vậy hỏng việc. Sống với nhau vài năm nên hiểu tính chồng, vợ gã dường như đọc được suy nghĩ nên nói ngay. Người ta đã nằm không mảnh ván hay manh chiếu đủ lâu, mình có đào lên,
hãy mua chiếc tiểu sành, đặt xương vào rồi ăn táng cho tử tế. Đây là việc để phúc cho con. Tôi biết rồi. Buổi tối khi con trai say giấc nồng, Huỳnh Văn Đồng nằm trên võng canh cho vợ tắm. Thị sợ ma nên khi tắm khuya, gã phải ngồi ngay gần đó. Xưa chỗ tắm bố trí sau nhà, giờ gã phải làm nơi tắm cạnh hiên và bưng ba bề bằng lá dừa. Nhìn bất tiện nhưng chiều cô vợ trẻ nên đành tặc lưỡi. Nói một cách công bằng, nguồn cơn sự việc đều do gã gây ra, nào trách được ai. Đánh xe thổ mộ qua lang tra cả bao lần, gã chẳng lạ gì xóm vớt củi. Gọi vậy là bởi khi xưa, cư dân ở đó chuyên vớt củi trên sông Sài Gòn. Đang ở cạnh con kênh thoáng mát, tự dưng cô bộ trẻ đòi về sống gần lăng lão bá Đa Lộc. Gã có chút bực mình, nhưng chưa phản hồi. Giờ đây khi nhà có trẻ con, gã biết đến lúc an táng cho nạn nhân của mình tươm tất, việc bán nhà đi nơi khác sẽ tính sau. Chẳng còn ham câu nhất cận thị, nhị cận giang, gã muốn ở một nơi rộng rãi có vườn có ao như ngoài Bắc. Nếu muốn khang trang, sẽ thuê người vẽ kiểu nhà ba gian hai trái, nhưng tường gạch trần la phông nhìn đẹp lại bớt nóng. Lúc cô vợ trẻ giặt quần áo xong, đứng quay tóc cho khô, gã ngắm bắp chân trắng ngần của vợ, dù lam lũ vì hàng ngày gánh cháo đi bán. Nổi hứng nên gã khều nhẹ vào đùi vợ, rồi ca theo kiểu vọng cổ. Chim quyên ăn trái nhãn lồng, thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Học theo người xưa nơi xứ Bắc, khi còn 3 tuần nữa bước sang năm Mậu Thân 1908, tức năm Duy Tân thứ hai, Huỳnh Văn Đồng đợi đúng 2 giờ Tây, bắt đầu tiến hành đào và bứng cây mai sang hố bên cạnh. Mùa khô nên ban ngày nóng rát, bù lại ban đêm gió mát nên việc khai quật chẳng mấy khó khăn. Năm xưa do lười không muốn nhọc công đào hố rộng, gã tận dụng một hố vừa nhổ cây rồi khoét sâu, đặt vị sư cắm đầu xuống, còn chân ngược lên. Chính vì thế hai con chó tinh khôn đã bới ra được bàn chân. Tháng trước, vợ gã thương xót kẻ vắn số không có mảnh ván hay manh chiếu là sai, bởi trước lúc chôn gã có bọc nạn nhân của mình vào manh chiếu. Không mua tiểu sành như thông lệ, gã mua một vò gốm miệng loe tại trấn Biên Hòa. Sau khi bốc hết xương cốt lên đặt vào lá dừa, gã đổ hũ rượu vào chậu rồi rửa sạch, lần lượt thả từng đoạn xương vào vò, đến đầu lâu hoa cái rất may cũng vừa. Như vậy người chết đã sang nhà mới sạch sẽ. Thả chuỗi chẳng hạt năm xưa tháo từ cổ nhà sư, gã không quên cho vào vò gốm thêm nén bạc để vong linh đỡ tủi. Bê vò gốm đi dọc bờ kênh đổ xa nhà, gã chọn đào hố chôn vò gốm đựng xương cạnh một cây sọ khỉ. Nhìn thân cây to và cao vút, gã đoán nó xuất hiện từ thời vua Thiệu Trị không chừng. Không vun nấm mộ để tránh sự nhòm ngó. Tuy nhiên, gã thuê người khắc chữ Tây Phương Cực Lạc vào bia đá đặt ngay trên, sau đó thắp hương và đốt chút tiền vàng. Thủ tục tâm linh đã xong, gã trở về nhà coi như hoàn thành việc lớn. Dẫu hài cốt được chuyển đi, cô vợ trẻ nhất quyết không muốn ở lại. Như vậy một lần nữa, mấy nồi đất đựng vàng sẽ được khai quật. Dẫu sao nhà sẵn xe thổ mộ, việc chuyển sang nơi ở mới chẳng lo bị phát hiện. Đón năm mới Mậu Thân trong cái nắng chói chang, như vậy vợ chồng gã ở phương Nam được vài năm. Dù đường xá cách trở, hôm trước có người xui về Hà Nội, gã gói ghém chút quà nhờ người về thắp hương trong ngôi từ đường họ Đinh tại làng Đơ Thao thuộc tỉnh Hà Đông. Ngọt nhạt có, nói sẵn có, như cô vợ trẻ nhất quyết chẳng muốn ở lại nơi đây. Gã đành nhượng bộ khi chấp thuận sau ngày rằm tháng giêng sẽ dạm hỏi mua mảnh đất nơi xóm Củi. Chỗ này không chắc bán được nhưng vẫn phải thường xuyên qua lại, kẻo đám nạn dân xông vào chiếm chỗ. Đúng sớm mùng 1, đợi vợ bưng mâm cỗ đặt trước bàn thờ, gã mặc chiếc áo the khăn xếp rồi thỉnh các cụ về dự bữa tân niên. Dẫu đêm qua đã quay về Bắc vái vọng, sớm nay gã vẫn muốn hưng linh ông nội Đinh Văn Tản, thân phụ Đinh Văn Lành cùng huynh trưởng Đinh Văn Lực ghé nơi đây. Không muốn cô vợ trẻ nghe thấy đâm phiền, gã thỉnh luôn vong người vợ cũ là Thị Sen về cho đông đủ. Trong lúc đợi tàn hương để hạ cỗ, gã không quên đặt lễ ngoài cây hương rồi cho con ngựa bó cỏ tươi với mong ước năm mới đầy may mắn. Chỉ tay về hướng khu chợ lớn, gã bất ngờ nói với vợ. Thay vì sống trong xóm Củi toàn người nghèo, gã sẽ mua nhà gần khu chợ lớn để học cách người Hoa làm giàu. Biết vợ nhớ rõ mình ghét sống gần cộng đồng người Hoa, nên ngạc nhiên,
Gã nói rõ hơn. Người Hoa ở đâu sẽ có chợ nơi đó, chi bằng vợ chồng mình sống tại đó tìm cơ hội. Vợ gã hỏi lại. Sao mày nói không thích nhất cận thị nhị cận giang? Huỳnh Văn Tòng mỉm cười quả quyết. Muốn làm giàu thì khỏi cần tuân thủ quy tắc. Tưởng chồng chỉ nói chơi, Tiểu Xuân bất ngờ khi xe thổ mộ dừng lại trước ngôi nhà có cổng sắt. Bên trong tường xây gạch, mái lợp ngói. Không sập sệ như nhiều nơi khác, ngôi nhà này còn khá mới và kiến trúc kiểu Tây ta kết hợp. Điều khiến cô ấn tượng, nhà có tầng trệt rộng rãi, ở khoảng giếng trời có cầu thang dẫn lên lầu một. Dù không phải kiểu nhà ba gian hai trái, thậm chí ngoài khoảng sân vườn nhỏ phía trước, sau nhà chẳng có thêm đất trống để đào ao thả cá như chồng mơ ước. Cô biết, mua căn nhà này tốn khối tiền. Thầy Thông Ngôn khi xây nhà đã kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Ở chán cửa có đắp nổi chữ cát tường bằng chữ nho bên phải, ở giữa là số 1901, còn bên trái có dòng chữ tiếng Pháp. Nhầm tính ra, ngôi nhà hoàn công chưa tới chục năm, như vậy còn quá mới. Liên tưởng tới việc mình giục chồng bán nhà, Tiểu Xuân lo sợ biết đâu chủ nhân nơi này cũng vậy, nên cô hỏi lại cho chắc. Khi biết rõ người chủ đã sang Pháp sau khi vào làng Tây, cô thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây cách khu chợ lớn có vài chục mét, hàng ngày cô có thể gánh cháo vịt vào đó bán, không phải ngồi ở đền Quan Thánh Đế. Như đọc được suy nghĩ của vợ, chồng cô nói rõ, đã sống trong ngôi nhà này, sẽ không có chuyện hàng ngày chồng đi xe thổ mộ, còn vợ gánh cháo đi bán, như vậy sẽ nghèo mạt rệp. Tiểu Xuân ngạc nhiên xen chút lo lắng, cô hỏi rõ, vậy vợ chồng mình làm gì để sống, còn tương lai của thằng co? Sau thời gian dài chờ khách và quan sát khắp nơi, đất Sài Gòn giờ đã thuộc như lòng bàn tay. Huỳnh Văn Tòng tự tin mình chẳng phải già nghèo già khổ cho nhọc, đã tới lúc tận hưởng cuộc sống trước khi quá già. Dẫu chưa đến tuổi tứ thập nhi bất hoặc, gã đã thấu hiểu mọi chuyện và trải qua đủ thăng trầm cuộc sống. Đúng như câu phi thương bất phú, tổ tiên gã khi xưa đâu chỉ làm thổ ti, nhiều vị buôn tàu bán bè ngược xuôi nên giàu ức vạn, giờ gã học theo tiền nhân. Sẽ buôn những thứ hàng lãi khẩm, ngẫm ra chẳng phải người Hoa nào cũng giàu, họ chỉ hơn người ở sự chịu thương, chịu khó. Gã tự biết mình chẳng có sự kiên trì đó. Ngẫm lại, gã nhận thấy một điều. Chịu khó như A Hoàng, tức chú khách bán phở gánh, rồi cũng chết thảm vì nghèo. Chăm chỉ là vậy, chịu khó là vậy, nhưng không giàu. Gã hai lần vung gươm đã có số vàng, nếu A Hoàng bán phở 10 đời chẳng tích nổi. Biết vợ thấy ngạc nhiên khi mình có sự thay đổi, đặc biệt là chọn nơi này không quá sầm uất. Vốn chẳng phải kể hai chữ, gã vẫn đọc hai câu của người xưa để chứng minh việc khuyên vợ bỏ nghề bán cháo vịt là đúng. Bần cư náo thị, vô nhân vấn, phú tại thâm sơn, hữu viễn thần. Nghèo ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm lắm người thăm. Thấy vợ đã ưng lời này, Huỳnh Văn Tòng chọn ngày 18 làm lễ nhập trạch, sau đó gã dùng số vàng chôn giấu bấy lâu làm vốn sinh lời. Nhà cũ toàn những đồ không hợp, gã bỏ lại cho người chủ sau. Giờ gã hiểu vì sao người chủ cũ khi bán nhà chỉ nhận tiền rời đi. Không giống như người nghèo khuân cả chồi cùn dế rách, người có tiền lúc rời đi chỉ mang theo ngân lượng. Chẳng cần mấy nồi đất, lúc đào số vàng chôn dưới nền bếp bưng lên, gã trút hết vào một ba bố rồi nhét mấy bó rau trên miệng, như vậy kín kẽ đủ đường. Không muốn chuyển tới nhà mới khi trời còn sáng, gã ngại gặp mấy thằng mã tà đi nhờ xe. Khi đó chúng trêu cô vợ trẻ đâm phiền. Đợi vợ hạ mâm cỗ cúng, gã vái lại rồi đặt mộc bài thần chủ của ông nội, cha cùng anh trai và vợ cũ vào hòm gỗ chuyển đến nhà mới. Nhẽ ra việc lập bàn thờ chưa vội, hôm trước nhân vợ đi vắng, gã đặt làm luôn để ngôi nhà có tổ tiên phù hộ. Trời nhập nhoạng tối, sau khi khóa cửa ngôi nhà đã sống trong thời gian qua, gã đưa vợ con ra xe về nhà mới. Dẫu vợ có chê ngôi nhà này, gã vẫn thấy gắn bó vì nhiều lẽ. Chưa kể thằng cò đã sinh ra và lớn lên ở đây. Xe đi qua bốt tây, không thấy đám mã tà, gã mỉm cười vì chọn đúng giờ tránh được lũ cô hồn. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, lúc xe ngựa đi dọc hàng cây sao, bất ngờ hai tây đoàn chẳng rõ từ đâu xuất hiện. Chúng thổi còi, ra hiệu cho xe ngựa dừng lại. Dù mồ hôi toát ra, Huỳnh Văn Tòng vẫn nở nụ cười gượng gạo. Trong suy nghĩ của mình, gã đoán hai tây đoàn dình mắt hú họa bọn buôn hàng lậu. Chỉ lên xe có vợ con đang ngồi.
Gã nói bằng tiếng Tây Bồi, giới thiệu gia đình đang trên đường về nhà. Gã không chở hàng lậu. Chưa nói hết câu, một tay đoan bất ngờ vụt thẳng dùi cui vào mặt gã. Đây là lần thứ hai bị ăn dùi cui khiến gã nổi điên. Tên còn lại nói bằng tiếng Việt cực sõi, đồ con lợn bẩn thỉu, vác bao trên xe xuống rồi cút xéo. Như luồng điện chạy dọc thân, Huỳnh Văn Tòng bất lực vì bọn này ngoài dùi cui còn có súng. Khi chúng đã muốn chiếm bao vàng, gã chẳng thể cự cãi nếu không muốn bị đòm một phát. Chẳng rõ vì sao hai tên quỷ Tây Dương biết trong bao có số vàng cực lớn, gã nhấc bao bố xuống đặt trước mặt chúng, rồi ngã khuỵu chân xuống ngay xe ngựa. Tên Tây Đoan vừa nãy văng dùi cui, bắt đầu tháo dây để kiểm tra. Có lẽ y đoán biết bao nặng như vậy chắc chắn là vàng. Một tiếng rú thê thảm vang lên, cánh tay vừa tháo dây đã văng ra đất. Tên còn lại thò tay rút súng, nhưng lưỡi kiếm lia ngang cổ khiến máu phụt thành tia. Khi nãy chính tên này chửi gã là đồ con lợn bẩn thỉu bằng tiếng Việt. Trước khi vung kiếm kết liễu hắn, gã chửi lại bằng tiếng Tây Bồi, theo kiểu có đi có lại. Mẹt ra lục cô xong. Dù tên Tây Đoan còn lại vẫn đeo súng, gã biết nó chẳng thể dùng tay trái rút ra vì còn lo cầm máu cho cánh tay phải. Căm hận vì bị phang một dùi côi trước mặt vợ con, gã mừng vì trời đã tối nên chẳng ai chứng kiến tội ác của mình. Khi nãy đặt bao vàng trước mặt bọn Tây Đoan, gã làm như run chân ngã xuống. Kỳ thực thanh kiếm giấu dưới gầm xe ngựa bấy lâu được dịp mang ra thực hiện. Kiếm để lâu hơi cồn, gã mím môi chém liên tiếp, nói đúng hơn là băm xác hai thằng Tây Đoan cho hà giận. Năm xưa, bác ruột thân phụ cùng anh trai gã phụng chiếu Cần Vương chống giặc Phú Lang Sa. Họ chẳng ngờ gã không một ngày ra trận nhưng vẫn giết được hai thằng Tây Dương. Chưa kể một gã khác ở gần tòa công sứ Thanh Hóa. Chẳng quá bận tâm việc đám Mã Tà sẽ truy lùng, gã quen với việc vung kiếm đoạt mạng rồi thoát hiểm. Lần này chắc cũng vậy. Khi hai cái xác đã bị băm nhừ, Huỳnh Văn Tòng chống kiếm đứng thở một chập. Gã sẽ nhấc bao tải vàng để lên xe rồi đi tiếp về căn nhà mới. Vừa nhấc bao tải vàng, bất ngờ có tiếng súng nổ ngay sau lưng. Huỳnh Văn Tòng chối với, gã muốn bước về phía vợ con, nhưng liên tiếp thêm hai tiếng súng nổ, dính ba phát đạn găm vào lưng, gã vẫn chưa chết ngay. Từ trên cao, tiếng tụng kinh của vị trụ trì ngôi cổ tự trên núi năm nào vọng lại. Đan xen vào đó là tiếng thuyết pháp của sư trụ trì Linh Biểu Tự, kèm tiếng gõ mõ của nhà sư Khất Thực. Trong cơn hấp hối, dù máu chảy loang đỏ cả lưng áo, gã vô thức lẩm nhẩm đọc theo. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thỉ tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả nay con xin sám hối. Không dự hội bình thơ của các bô lão trong làng, ông Đỗ Thiện dạy đám học trò xong liền lui vào nhà ngồi đọc sách. Dẫu chẳng có thư phòng riêng, bộ trường kỳ là nơi ông nghiền ngẫm thế sự. Thì thoảng có vài người bạn đồng môn ghé chơi, vậy ông vậy là an yên. Làm thầy đồ được dân làng kính trọng, có con trai làm tuần phù khiến đám chức dịch phải kiêng nề, ông tự hài lòng chẳng mong điều gì cao sang. Hôm trước qua làng bên thăm người bạn, tin tức về việc người Phú Lang Sa ép vua Thành Thái phải thoái vị, sau đó đưa một hoàng tử con ngài chưa đến 10 tuổi lên ngôi hòng dễ chi phối, khiến lúc quay về ông Đồ Thiện chịu nặng suy tư. Lũ người Phú Lang Sa dù chưa bắt vua lưu đày biệt xứ, nhưng bọn chúng giam lòng ngài tại một biệt thự ở Cap San Jaque, Vũng Tàu, là rõ mưu đồ. Biết mình không còn như xưa, giờ chút tâm sự vào những bài thơ là cách duy nhất. Chứng kiến những phong trào nổi dậy đều lần lượt thất bại, ông Đồ Thiện dự đoán vận nước chưa đến hồi thái lai. Bước sang tuổi 60, như vậy ông đã đi chọn một vòng lục thập hoa giáp. Đúng như Đức Khổng Tử đã nói, lục thập nhĩ thuận. Ở vào tuổi này, ông đã nhìn thấu kiếp nhân sinh và coi nhẹ sự vinh nhục. Giao sắc không gọt được chuôi, con trai ông là tuần phủ nên khắc hiểu những gì tốt nhất. Cũng như ông khi xưa cầm quân diệt giặc vì muốn thế hệ con cháu không phải lớn lên trong hận vong quốc. Đinh Văn Nhân bận việc quan, cháu trai Đinh Văn Nghĩa sống ở dinh tuần phủ cùng cha mẹ. Rốt cuộc ngôi tử đường chỉ còn hai vợ chồng già cùng mấy người học trò. Tháng trước tới Nam Định thăm con trai, ông ở đúng một ngày rồi viện cớ bận dạy học để quay về làng. Nguyên do bởi trong tủ có mấy chai rượu Tây và bức ảnh tuần phủ Đinh Văn Nhân mặc phẩm phục triều đình nhưng có gắn mề đay của người Phú Lang Sa.
Khẽ thở dài, ông Đồ Thiện nhớ lại khi xưa. Dù đang là án sát, nhưng ông đã chọn con đường chống giặc thay vì vinh thân phì gia. Tiếc nỗi ý trời đã định, nên phong trào Cần Vương thất bại. Dạy cháu trai Đinh Văn Nghĩa cuốn Tam Tự Kinh, ông có chút không hài lòng khi con trai muốn thằng bé học chữ quốc ngữ và tiếng Pháp. Như vậy, tương lai đứa cháu đích tôn của dòng họ không làm thông ngôn cũng vào làng Tây. Đó là điều tối kỵ. Tưởng sống yên bình lúc tuổi già, chẳng ngờ gặp chuyện éo le khiến nhiều đêm ông chẳng thể chợp mắt. Vẫn biết thời thế đổi thay, ít ra con ông phải nhớ câu giấy rách phải giữ lấy lề, tự dưng hợp tác với người Pháp, khác nào kết tát và bậc cha chú, những người đã dâng hiến năm tháng khỏe mạnh cho phong trào Cần Vương. Cầm lá thư do người cháu nhờ người mang từ Sài Gòn ra, ông thở phào nhẹ nhõm vì Đinh Văn Lâm đã ổn định cuộc sống. Kể từ sau cái chết của người cháu dâu, sau đó một năm liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng kinh động Hà Nội. Chẳng muốn ngồi võ đoán, ông lờ mờ nhận ra việc đó liên quan đến việc cháu trai bật vô âm tín. Họa phúc khôn lường. Người cháu dâu vấn số chưa được bao lâu, ông mừng vì cháu trai gá nghĩa với một cô gái gốc Hoa. Hiện giờ đã sinh hạ một thằng cu như vậy là quá tốt. Thông cảm với việc cháu mình thay tên đổi họ, lúc ghi tên đứa cháu Huỳnh Văn Tiến vào gia phả, ông cẩn thận chua thêm là Đinh Văn Tiến để sau này còn dễ nhận ra người cùng một nhà. Dù trong thư cháu trai không nói làm nghề gì độ thân, ông vẫn sợ Đinh Văn Lâm vác kiếm theo đường hắc đạo. Như vậy uổng phí một đời người. Con trai làm tới chức tuần phủ, ông vẫn lo. Cháu trai học chữ quốc ngữ, ông cũng lo. Giờ người cháu trai ở tận Sài Gòn xa xôi, chả hiểu sao, ông lo hơn trước. Có lẽ đó là dấu hiệu tuổi già. Ngồi thưởng trà dù trong ngôi từ đường hay ngoài vườn mãi cũng chán. Tự thấy mình chưa già còn đủ sức đi xa. Nếu như năm ngoái ông có quay về động khảo bàn thắp hương ở phiên thần miếu, năm nay ông muốn đi xa hơn thế. Trong lúc ngồi ăn tối cùng vợ, ông cho biết mình muốn vào Sài Gòn một chuyến. Chẳng phải vì có người cháu trai trong đó, bởi Sài Gòn đâu như phủ Hoài Đức mà dễ tìm người. Ông chỉ muốn mục sở thị những gì người phú lang xa đã làm kể từ khi nhà Nguyễn dưới thời vua Tự Đức đã ký hòa ước Nhâm Tuất 1862 nhượng ba tỉnh gồm Biên Hòa, Gia Định và Định Tường cho nắm giặc phú lang xa. Để bà vợ ủng hộ kế hoạch, ông giải thích sẽ đưa hai người học trò đi theo để họ mở mang tầm mắt, thêm nữa có người chăm sóc nhỡ khi trái gió trở rời. Dù không còn cầm quân để vận dụng binh pháp tôn tử là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ông vẫn muốn tìm câu trả lời vì sao Đại Nam dễ dàng bị lũ giặc phú lang xa áp đặt sự cai trị, dù những người như ông đã đồng tâm chống giặc. Ngạc nhiên khi thấy chồng muốn vào Sài Gòn rồi đi Nam Kỳ lục tỉnh, bà Đồ Thiện hiểu rõ chuyến đi xa nhất của chồng là ông Lai Kinh Ứng Thí trong Huế. Nhưng đó là khi ông còn trẻ khỏe, từ xưa đến nay những việc của chồng bà chưa từng phản đối. Quả thật lần này bà thấy không thuận. Kể từ đận chồng bà từ dinh tuần phủ trở về, nhìn sắc mặt ông kém vui, bà cũng hiểu đôi phần. Nhưng đi một chuyến kéo dài tới vài tháng, bà sợ lành ít giữ nhiều vì trên đường lắm tai ương. Dù chồng đem theo hai người, sức học trò trói gà không chặt sẽ chẳng giúp ích được nhiều. Không muốn làm chồng phiền lòng, bà khẽ hỏi dự tính bao giờ xuất hành, bởi còn hơn chục ngày nữa đã bước sang năm Mậu Thân 1908. Khi thấy chồng nói ăn Tết sau sẽ dự hội làng từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng Giêng, sau đó lễ rằm, như vậy nhanh nhất phải đầu tháng 2 khởi hành. Không hỏi thêm câu nào, bà thở vào nhẹ nhõm. Ít ra khi con trai từ Nam Định về ăn Tết, bà sẽ nhỏ to tâm sự để cùng hiệp lực khuyên chồng đừng xuất hành vào Nam. Gắp cho chồng món thịt nai khô là quà của Đinh Văn Lâm gửi từ Sài Gòn ra biếu. Ngoài sốt thịt và cá phơi khô, bà ngạc nhiên khi người cháu còn gửi kèm 10 thoi vàng để tu sửa ngôi từ đường và tôn tạo mộ phần tổ tiên. Biết một người hiếm khi rời làng sẽ không hiểu được, ông Đồ Thiện đã quyết nên chẳng bận tâm đến tuổi tác. Khác với những bô lão trong làng, nhiều người bước sang tuổi ngũ thập chi thiên mệnh đã quanh quẩn sân đình chẳng dám đi xa. Vốn có nhiều hoài bão ước mơ, ông sợ nhất chết già nơi xó làng hoặc tìm thú vui bên bàn cờ. Dẫu chẳng còn muốn tham gia những cuộc khởi nghĩa, ông tự thấy mình phải đi khắp mảnh đất Đại Nam để hiểu nhân tình thế thái.
chẳng dám nói trước điều gì, ngồi nhỡ sau chuyến đi có hạc giá vân du. Lúc đó ông cam lòng bởi đã toại nguyện. Đợi người trưởng trang bưng hỏa lò đang đượm hồng vào nhà cho ấm, ông chậm rãi pha trà và chọn ngày xuất hành phương Nam. Thấy bà vợ ra vào tất bật, ông biết có vẻ bà chưa thuận nhưng chẳng dám nói ra. Ông nhắc bà ngồi cạnh hỏa lò rồi hơ tay cho ấm. Đêm nay sẽ có gió mùa đông bắc tràn về, như vậy viên thần miếu chìm trong sương muối, còn nơi đây đón Tết lạnh hơn mọi năm. Rót cho vợ chén trà, ông Đồ Thiện nhẹ nhàng nói: Bà yên tâm, Sài Gòn tuy không gần nhưng chẳng quá xa. Tôi đi sớm về sớm, khéo trưa rét nàng bân, tôi đã có mặt ở nhà. Do không khuyên được, con trai ông Đồ Thiện đã thuê cỗ xe ngựa để thân phụ tiện đi lại. Người đánh xe từng xuôi con đường thiên lý Bắc Nam vào tận Gia Định Thành nên tạo đường, chưa kể có hai học trò đi cùng nên chẳng đến mức một mình nơi xứ lạ. Ngày ông Đồ Thiện lên đường, bà Đồ làm mâm cơm thắp hương rồi chỉ dám đứng nép một bên dõi theo. Biết khi chồng đã quyết chẳng ai cản được, bà chỉ mong ông xuất nhập bình an. Năm xưa khi chồng làm quan, sau đó tham gia phong trào Cần Vương, bà vò võ một mình nuôi con để ông lo việc nước. Giờ đây khi thấy sự an bài, chuyến đi này của chồng như giải tỏa nỗi niềm uẩn ức. Chồng bà thuộc thế hệ trung quân ái quốc, việc vua Hàm Nghi khi xưa bị giặc Vũ Lang Sa bắt lưu đày biệt xứ. Giờ họ lại phế truất vua thành thái, khiến chồng bà thêm hận đám Tây Dương. Họ Đinh đến nay khi có thêm cô Đinh Văn Nghĩa, như vậy trải qua bốn đời lập nghiệp dưới đồng bằng, giờ Đinh Văn Lâm chuyển vào Sài Gòn đổi thành họ Huỳnh. Như vậy, từ họ Vi sẽ tác nhánh cả Bắc lẫn Nam thành hai họ khác nhau. Quý và thương cho số phận long đong của Đinh Văn Lâm. Tuy vậy, do con trai đang làm quan tuần phủ, bà thấy việc người cháu đổi họ là sáng suốt. Chẳng nói trước điều gì, ngộ nhỡ Đinh Văn Lâm bị bắt, ít nhiều tuần phủ Đinh Văn Nhân sẽ bị ảnh hưởng. Khi người cháu dâu bị giết chết, những tưởng Đinh Văn Lâm sẽ điên cuồng trả thù. Ai ngờ sau gần một năm mai danh ẩn tích, cậu ta quay về thắp hương cho vợ với sự điềm tĩnh hiếm thấy. Tưởng mọi chuyện êm xuôi, ngờ đâu tại khu người Hoa liên tiếp xảy ra án mạng, khiến bà cùng chồng lờ mờ đoán ra thủ phạm. Mọi việc được xác thực sau đó không lâu. Dân làng Phú Hiếu đi báo quan khi trước một ngôi mộ trong nghĩa trang của làng, họ thấy có tận ba thủ cấp cắm vào cọc tre. Nó tương ứng với những xác chết không đầu tại võ đường Hắc Phong và nhà của lão Hàn Thế Phiến. Khi người thân của những nạn nhân tới mang thủ cấp về giáp vào thân trước khi đem chôn, bà nghe nói có hơn 100 võ sinh của võ đường vác đao kiếm đi lùng sục nhằm trả thù cho Tần sư phụ. Trong rồi có may, Đinh Văn Lâm trốn biệt vào Nam, còn cưới cô vợ trẻ đẹp và sinh con trai. Bà mừng cho người cháu chồng đã tìm được bến đỗ sau bao thăng trầm, sóng gió. Lúc lau dọn bàn thờ, chợt thấy áo bông của chồng treo trên mắt. Bà giật mình bởi đáng trí không kịp đưa chồng, ngồi nhỡ vào Nam bị gió lại khổ. Chưa từng đi xa, với bà Sài Gòn như một vương quốc khác, thậm chí con người, phong tục, tập quán hay khí hậu như nào, bà chịu không biết hỏi ai. Hành trình từ Hà Đông vào Sài Gòn, nếu mọi việc hanh thông, án chừng chồng bà đến ngày lập hạ sẽ có mặt ở nhà. Khi đó đám học trò tự ôn luyện lại được vác sách đến học thầy. Dẫu cho người cháu gửi 10 thoi vàng, hành trình vào Nam của thầy Đồ Thiện chỉ mang theo chục thoi bạc cùng hơn trăm quan tiền. Vậy ông sự chi dùng tằn tiện nhất có thể, vốn chẳng ham sự giàu sang phú quý. Ngày trước ông từng mang 11.000 lượng vàng của tổ tiên để lại đi mua võ khí. Xét cho cùng, danh lợi hay vàng bạc khiến người ta mờ mắt. Thông cảm với người cháu khi vùng kiếm chém mấy gã người Hoa, trả thù cho vợ. Ông vẫn không hài lòng bởi có người học trò gần chợ Bạch Mã mách nhỏ. Trước khi vùng kiếm, cháu ông đã bắt lão Hàn Thế Phiến nộp số vàng cực lớn, chuộc mạng. Khi vàng được mang ra, Đinh Văn Lâm vẫn vùng kiếm khi nuốt lời. Đó chẳng phải là đức của người quân tử. Thầm chê trách người cháu bất tín. Ông vẫn hiểu một người ít học như vậy chẳng thể đòi hỏi đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Khi xe ngựa dừng lại bên bờ sông Hương,
Ông Đỗ Thiện không khỏi bồi hồi xúc động. Mới đó đã gần 30 năm kể từ ngày ông Lai Kinh ứng thí. Trong kỳ thi đỉnh năm đó, ông đã đậu hoàng giáp, nên ngày vinh quy bái tổ, cả làng cả tổng đã trống rong cờ mờ đón quan tân khoa hoàng giáp. Kinh đô Huế vẫn vậy. Những lâu đài thành quách im lìm soi bóng thời gian, duy có điều Giang Sơn giờ đâu còn thuộc về triều đình nhà Nguyễn. Hành trình lần này khiến ông có nhiều suy nghĩ, hầu như người Phú lang xa có mặt khắp nơi. Họ đặt tòa công sứ và các cơ quan cai trị với những công đường của triều đình. Giờ đây chỉ lo việc giải quyết khiếu kiện, thực quyền từ vua đến quan còn lại được bao nhiêu. Trước khi vượt đệ nhất Hùng Quan sang Đà Nẵng, thầy Đỗ Thiện cùng hai học trò dành 3 ngày thăm thú đất Thần Kinh. Không muốn đi ngang qua tòa khâm sứ hay đồn mang cá, bởi nơi đó gợi nhớ cho ông việc kinh thành thất thủ. Trong tâm thức của mình, ông vẫn nghe rõ tiếng Đại Bác cùng những cái chết của quân triều đình và thường dân vô tội. Thời điểm đó, giáo mác cùng đao kiếm chẳng thể đấu lại được với Đại Bác cùng những kẻ ngoại xâm được trang bị vũ khí tốt hơn. Vua Hàm Nghi lúc đó vừa tròn 14 tuổi, còn vua Duy Tân vừa lên ngôi lúc 7 tuổi. Rõ ràng, người Phú Lăng Sa không muốn làm việc với một vị vua trưởng thành nhằm dễ bề thao túng. Chẳng còn muốn nán lại kinh đô để chứng kiến những cảnh trứng tai gai mắt, ông Đỗ Thiện cùng học trò tiếp tục hành trình. Dù đi ngang qua xứ Quảng, ông nhắc người đánh xe đi thẳng vì không muốn làm phiền đến tri phủ Thăng Bình, người kế nhiệm con trai Trị Nhậm và muốn bày tiệc đón tiếp. Giống như những vị nhà nho khác, ba thầy trò trên đường Thiên Lý đều làm thơ sướng họa. Như vậy hành trình dường như được rút ngắn lại. Có những chặng đường không thấy ngôi chùa nào xin tá túc, hai người học trò mời thầy ngủ trên xe. Họ đốt lửa nằm ngay gần đó cùng người đánh xe ngựa. Hành trình ngày đi đêm nghỉ, con ngựa ốm chẳng thể kéo xe, khiến mọi người phải dừng lại ở Phan Thiết đợi mua con ngựa mới. Cuối cùng, sang đầu tháng 2 ta, ông Đỗ Thiện cùng học trò đặt chân tới đất Sài Gòn. Ngắm mảnh đất bị cắt cho người Phú Lang Sa đầu tiên, ông thấy nó lai căng cả Âu lẫn Á. Đôi chỗ người ta còn treo biển bằng tiếng của kẻ cướp nước, thậm chí có nhiều nơi người Phú Lang Sa lập ngăn cách với cư dân bằng rào chắn và có lính canh gác. Nghe nói đó là khu phố của đám Tây Dương. Người trong này nhiệt tình, sau vài câu hỏi thăm, họ dẫn ngay ông Đỗ Thiện tới khu Lang Cha Cả, nơi có nhiều xe thổ mộ đang đợi khách. Chẳng phải tự nhiên ông Đỗ Thiện tới đó. Trong thư của người cháu gửi ra Bắc đã ghi rõ nơi này. Tạm quên cái tên Đinh Văn Lâm, khi ông hỏi về Huỳnh Văn Tòng, một người đàn ông cao gầy cho biết, giờ muốn gặp ông chủ Huỳnh phải tới khu chợ lớn. Cơn mưa bất chợt khiến mọi người tạm trú ngay hàng hiên của một nhà máy. Nhìn trời mưa trắng trời, ông Đỗ Thiện lo trận mưa kéo dài đâm bất lợi. Cả hành trình từ Hà Đông vào tới Sài Gòn, ba thầy trò gặp nắng nhiều hơn mưa. Việc ông bỏ quên chiếc áo bông ngoài đó đâm lại tiện. Hóa ra trong này quanh năm chỉ có nắng hoặc mưa, và chẳng có mùa đông giá lạnh. Trái với suy nghĩ của ông, cơn mưa tới bất ngờ nhưng tạnh đột ngột, xe ngựa lại tiếp tục đưa mọi người hướng về khu chợ lớn. Nhờ sự nhiệt tình của người dẫn đường, cỗ xe ngựa dừng lại trước ngôi nhà 2 tầng kiểu Tây. Chẳng có hàng cột gỗ, ngoài hiên có hàng cột xây bằng và quét vôi ve. Dù không phải tòa ngang dãy dọc, nhưng ngôi nhà bề thế còn hơn cả dinh tuần phủ, chưa kể khu vườn trước mặt ngập tràn các loại hoa đang khoe sắc. Không giống như ngoài Bắc, ngôi nhà nằm cùng dãy với những biệt thự với kiến trúc tinh xảo. Điều dễ nhận thấy ở đây, những nhà giàu đều có vườn và xây tường rào ngăn cách bên ngoài bằng những cánh cổng sắt, có nhà có ô tô đậu ngay trước cửa. Đang phân vân, không biết mình có đến nhầm nhà không. Từ trên ban công tầng 2, ông Đỗ Thiện thấy người cháu xách xô nước tới cây. Như vậy chẳng hề có sự nhầm lẫn. Ông vội cất tiếng gọi. Bác cháu gặp nhau giữa Sài Gòn khiến ông Đỗ Thiện vui mừng khôn xiết. Trong phút chốc, người cháu gọi vợ con ra chào. Khi xưa có dịp tiếp xúc với vợ trước của cháu trai, giờ ông mừng vì cô vợ này còn trẻ lại xinh đẹp, chưa kể đã hạ sinh một mụn con trai. Chẳng mất công nhóm bếp thịt gà đổ xôi đãi khách. Trong lúc chủ khách ngồi hàn huyên, người cháu dâu xách làn đi chợ, chỉ một loáng trên bàn có đủ thịt quay và các món. Không giống chợ chiều nơi thôn quê, ở trong này nhiều quán bán từ lúc hoàng hôn cho đến nửa đêm, mọi thứ đều sẵn chỉ cần có tiền. Để tránh bị gọi nhầm, cháu ông nhắc rõ mọi người quen gọi là ông chủ Huỳnh, như vậy là tiện nhất. Ngôi nhà rộng rãi nhưng trên lầu bỏ không, chỉ đặt bàn thờ. Ông Đỗ Thiện theo chân cháu trai lên đó.
thắp hương trước bài vị của cha và em trai, cháu dâu. Ông khen Đinh Văn Lâm dù sống tận trong này vẫn chẳng quên nguồn cội. Ngôi nhà xây theo kiểu Tây Ta kết hợp, ngoài phòng khách lúc bước vào là phòng vui chơi, kế đó là hành lang dẫn tới buồng ngủ, bếp và khu vệ sinh. Được cháu trai bố trí phòng ngủ nhìn ra khóm trúc và có ghế đá ngay phía sau khiến ông Tô Thiện hài lòng. Hai người học trò được thu xếp nghỉ ở phòng bên cạnh. Riêng người đánh xe nhân tiện vào đến Sài Gòn đã xin phép thăm người thân ở Mạn Gò Vấp. Buổi tối trời không còn oi bức, Huỳnh Văn Tòng pha ấm trà mạn kiểu Bắc rồi mời bác ruột lên lầu thưởng trà ngắm cảnh. Quan trọng hơn, để không ai vô tình nghe thấy câu chuyện hoặc tung tích của gã bị lộ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 của Kỳ Thiên Bảo Vật. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 15. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.